Alo, bộ đi vui hôm nay á, đi ra ngoài và quay cho các bạn xem những cái bông tuyết đậu trên cành cây nè các bạn. Đây các bạn hãy nhìn xem những bông tuyết nè. Lâu lắm rồi mới có tuyết rơi. Vì trái đất bây giờ nóng lên rồi. Các bạn thấy là bông tuyết nó giống như cái nón nó đội trên cây ha. Đây, bây giờ mình lại mình bóc á, mình chơi nè. Nha, ở Sài Gòn á, mà các bạn đang nóng á, mà thấy tuyết như vậy chắc thích lắm ha. Nhìn thấy mát ha, nên mình nắng cái cục rồi nè. Đấy, quăng lên chơi. Chúng ta sẽ thấy là tất cả các cái cây đó đều được tuyết nó động lại thành những cái lá. Đây. Con đường á, cũng động tuyết, người ta cào các bạn. Người ta cào cho người ta rải muối á, cho tan để đủ mình đi. Đây mình bước xuống đường đây. Các bạn nhìn thấy nè, cây ở xa tất cả đều được phủ những bông tuyết trắng xóa hết ha, nguyên cái hàng rào nè. Nhìn mát quá ha, ở Sài Gòn nhìn thấy mát quá ha. Nóc nhà thờ cũng trắng luôn, tất cả đều như là một màu trắng tinh khôi. Các bạn thấy xa xa nó, các nóc nhà cũng trắng xóa luôn. Mình đang di chuyển đi trên cái hẻm này các bạn. Hy vọng là cái máy nó không rung. Mình thích đi mà những cái hàng cây nó bông tuyết nó động trên những cây thành mình gọi là cây tuyết á. Năm rồi á, mình có lên thành phố á, mình quay những cây tuyết người ta làm bằng điện ha. Tại vì tuyết nó không có rơi. Năm nay thì chúng ta thấy là cây tuyết thật luôn nè. Đi bộ như thế này á các bạn, không khí nó tinh khiết lắm. Hít thở nghe nó mát lạnh vậy đó. Ở miền Nam mà nóng nực mà ướt là đi được như thế này ha. Nghe mát lạnh liền đó, các bạn nào mà người mà tạng mà nóng nực á, mà đi cái này các bạn thấy khỏe lắm ạ. Mình cũng thích đi lắm, hít thở khí trời nó tươi mát lắm, nghe nó trong lành lắm. Các bạn thấy đường vắng hoe, thứ nhất là giãn cách, thứ hai là tuyết rơi cho nên là người ta thường ở nhà, có việc gì lắm người ta mới đi. Hoặc là người ta đi chơi tuyết. Tuyết này nó không đủ dày, ở chỗ này không đủ dày để người ta đi chơi. Người ta sẽ đến những cái vùng núi cao hơn nữa. Tuyết nó dày hơn á. Người ta trượt tuyết, người ta chơi những trò chơi tuyết, còn ở đây mình chỉ đi ngắm thôi. Thường tuyết rơi như thế này á. Tuyết rơi ở nhiệt độ khoảng từ 0 tới 5 độ tuyết mới rơi các bạn. Còn nếu lạnh hơn nữa sẽ không có tuyết. Lạnh hơn nữa thì trời trong veo, và thường tuyết rơi này nếu mà nó lạnh xuống luôn á thì nó đóng băng. Lúc đó rất nguy hiểm, đi á, là dễ bị trượt chân. Mà té thì rất là đau, vì cái gì nó cũng cứng, cái đường nó cũng cứng mà băng nó cũng cứng. Sau lưng mình có người đi á.
để mình cho người ta đi qua. Đi tuyết này là phải cẩn thận các bạn. Mình nếu mà bước nhầm mà chỗ nó đóng băng á là mình té. Đây có một con lạch ha, các bạn nhìn thấy là tuyết nó tan nó chảy nè. Chúng ta có thể nghe được tiếng suối róc rách ha, tiếng nước nó chảy róc rách nha. Nghe được tiếng suối chảy róc rách nha. Mình không có đem microphone theo cho nên là mình thu cái tiếng của mình nó sẽ hơi nhỏ mà. Chủ yếu các bạn ngắm tuyết ha. Tuyết vẫn còn đang rơi các bạn, thỉnh thoảng thấy những bông tuyết nó rơi trước ống kính á. Mình sẽ đi tới một công trường xây dựng xem coi người ta còn xây dựng hay không. Để các bạn có thể thấy là nếu mà nghề xây dựng á thì trời tuyết thế này á thường người ta vẫn phải làm các bạn. Nếu mà trời này á những đôi tình nhân mà đi bên nhau các bạn, khoai ta tay khoác tay nha, em muốn mùa đông ở cạnh anh á thì trời này á nó là thơ mộng lắm nha. Đây mùa đông là chỉ có những cây thông nó còn lá xanh thôi, nó không có rụng lá. Đây chúng ta đứng cạnh một cây thông đây. Và tuyết phủ lên cây thông là chúng ta thường thấy là tranh vẽ mùa đông là hay có những cây thông mà tuyết nó phủ thế này đây. Thì đây là hình ảnh nó của thật sự của nó nè. Vì người ta đi nhiều quá mình đi lại bông tuyết thôi. Mình rủ thử cành cây các bạn sẽ thấy tuyết nó rơi xuống nha. Này bông tuyết nó động đây. Cây này nó có gai. Tuyết á, thì thường nó dính. Em rủ thử nè. Đó, chúng ta thấy tuyết rơi chưa? À da, đừng có rơi vô máy nha. Đó, chúng ta thấy một cặp tình nhân đi xa xa đó. Mơ mộng không? Đây là một lối đi tắt. Đi băng qua một công viên. Cho nên là người đi rất ít. Mình đang đi tiếp tới công trường. Ở đây người ta đang xây một cái viện dưỡng lão các bạn. Như mình đã nói trong cái video vừa rồi đó, là nước Đức vẫn tiếp tục xây những viện dưỡng lão vì số người già, người cao tuổi tăng lên. Đây cũng là một cái con hẻm nè, rất là đẹp nè. Tới đây nó chia ra. Chúng ta đang bước qua một cái cầu nhỏ và dòng suối nó vẫn chảy nha. Nhiệt độ này không đủ suối nó đóng băng đâu. Những con suối con sông ở đây thì nó ít có rác lắm bạn, không có ô nhiễm đâu nha. Bên này môi trường là tốt. Chúng ta thấy một người đi bộ băng qua bên đó rồi đó. Suối này có cá nha các bạn, mùa hè cá, mùa này không biết đâu không có dịch trời nữa, hôm nay chắc lạnh quá mấy chú chui vô cái chòi mà người ta cất cho mấy chú hết rồi. Cái suối này hay có dịch trời bơi ở đây kiếm cá lắm nè. Chúng ta vẫn thấy thỉnh thoảng tuyết vẫn rơi đều đó. Những bông tuyết nó nặng rồi bắt đầu nó rớt xuống.
Đây mình xây quay ngược lại con đường nãy mình đi qua nè. Nó dẫn có người đi nhé. Nó xa xa. Và đây một cái thông cổ thụ nè, rất là cao. Đó. Nhìn bầu trời là không thấy mặt trời. Và tuyết vẫn rơi từ trên trời rơi xuống đó, các bạn thấy mà tuyết lúc này là nó nhỏ rồi, nó rơi những sợi nhỏ thôi, còn khi mà nó tuyết nước rơi ồ ạt á là bông tuyết nó bự lắm, nhìn thích lắm. Mình lại đi tiếp hả bạn ha. Ở chúng ta thấy trên cây người ta hay để nè một cái chuồng. Cái chuồng này á, là người ta để cho mùa đông á, những con chim á nó có chỗ nó trú ngụ nha các bạn. Người ta đóng vào thân cây luôn nè, người ta yêu động vật lắm, người ta không bắt nó đâu. Trước mặt mình á, là một cụ đang dắt chó. Chó bên này nuôi là mỗi ngày phải dắt nó ra ngoài đi dạo cho nó đi vệ sinh nha. Và người ta cũng đi dạo để người ta hít thở khí trời với nó. Con chó thấy thương không? Đứng nhìn mình. Chó mực. Người ta cũng mặc áo ấm cho nó nha. Alo. Alo. Mình không quen biết mình vẫn hello chào được nha các bạn. Đó là phép lịch sự ha. Đến đây chúng ta sẽ thấy cái chuồng cu nó bự hơn nè. Đây, bạn thấy xa xa có hai cái chuồng cu bự hơn đó. Một em bé đang chạy tới mình nha. Bởi vì ở trong này có cái sân chơi cho các bé nè. Thường ở các công viên người ta sẽ làm cái sân chơi cho các bé. Vì ở nơi đó là không khí nó trong lành và không có xe cộ. Ghế đá sẽ không ai ngồi. Tuyết lạnh nha. Hello. Chúng ta đã tới cái công trường rồi. Như vậy là công nhân nghỉ hết rồi. Vì thời tiết xấu như thế này người ta sẽ nghỉ. Đây, đang xây rồi các bạn. Người ta đề phe mí tiền là người ta cho thuê đó các bạn. Mình sẽ tới các bạn sẽ nhìn thấy nè. Đấy. Đây là hình ảnh cái mô hình mà sau khi xây xong nó sẽ như thế này. Đó. Người ta có số điện thoại luôn. Còn đây ta ghi nè, có 31 Petro Anh vô nung en nè, 24 xe buýt vô nung en nè, 12 apartments nè, tức là những cái căn hộ này á vào ở nó sẽ luôn luôn có người chăm sóc nha các bạn. Petro Anh là chăm sóc đó, xe buýt là phục vụ nè. Ai nữa, ambulance là chăm sóc y tế đó. Petroen là lúc nào 24 trên 4 cũng có người chăm sóc y tế, tức là dành cho những người ví dụ như là vừa mổ xong á, cần sự chăm sóc đặc biệt á, mà không nằm ở bệnh viện nữa mà có họ được xuất viện rồi đó thì sẽ nằm ở đây và chăm sóc, khi nào khỏe thì về nhà.
người ta nói bề pho bề xúc phe tuyệt, tức là xây xong khoảng giờ quý 2 năm 2021, quý 2 năm nay. Khi tuyết rơi đường xá dơ bẩn đó các bạn nè, xe chạy là lầy lội nè, nó mình đi trên kia thì nó chưa có tan á thì nó còn sạch, còn khi nó đã tan là nó lầy lội sình lầy lắm nha. Khi mà tuyết tan nó lầy lội lắm, dơ lắm. Theo như mô hình thì chúng ta thấy là ở bên trái là người ta xây gần sông rồi đó, gần sông theo mô hình đó. Đây là cái nhà để cho những công dân người ta làm, người ta nghỉ ngơi nha các bạn, cũng gọi là cái văn phòng của họ luôn á. Rồi vẫn có một vài công nhân làm ở trong này, chắc là người ta làm ở bên trong thôi. Đây các bạn sẽ thấy nghề xây dựng mùa đông rất là cực, mùa hè thì nóng. Đây họ vẫn đứng họ làm cơ, đấy vẫn đổ bê tông cơ. Máy vẫn hoạt động nha các bạn. Tức là nghề xây dựng nếu mình muốn làm là phải chấp nhận những điều kiện thời tiết khắc nghiệt này, mình phải chịu đựng được nổi nó đó. Chúng ta thấy chú công nhân đứng sau cái đống tuyết vẫn làm, vẫn đổ hồ đó ha. Cái phần bên này là xây chưa xong nè, khi nào mà xây xong hết toàn bộ mình xuống đây mình quay một lần nữa các bạn thấy người ta hoạt động ha. Ở video đến đến đây mình xin phép tạm biệt các bạn nha. Chúng ta thấy là mùa đông cũng đẹp, nhưng mà làm việc ngoài trời mùa đông thì rất là cực nhọc. Tạm biệt các bạn nha. Hẹn các bạn ở video sau ha. Các bạn có thể hình dung được ngày xây dựng rồi ha. Vì là thời tiết xấu cho nên người ta hạn chế bớt công nhân, chỉ những việc nào rất cần á, người ta mới làm thôi. Đó, chú vẫn làm việc á. Thôi mình tạm biệt nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi mình nha.